sáng nay thứ Hai, ngày 8 tháng 4 năm 2024, họp thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức tiếp xúc cử tri theo kế hoạch của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tại Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh cùng Bí thư tỉnh ủy tiếp đoàn doanh nhân Israel về lĩnh vực y tế. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Khoa học Công nghệ. Thứ Ba, ngày 9 tháng 4, buổi sáng, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị triển khai nội dung liên quan đến Hiệp định Thương mại AVFTA-CPTPP, họp ban chấp hành đảng bộ tỉnh lần thứ 15 cả ngày. Thứ Tư, ngày 10 tháng 4, buổi sáng, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức đi khảo sát thực tế sông Đồng Nai. Lãnh đạo tỉnh dự họp mặt đón Tết cổ truyền Bun Bi Mai và Chong Chơ Nam Thơ Mai và Ngày hội Văn hóa Việt Nam Lào Campuchia cho sinh viên Lào Campuchia đang học tập tại tỉnh Đồng Nai. Cũng trong buổi sáng, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công nhân viên chức lao động tỉnh Đồng Nai năm 2023, nghe báo cáo rà soát kết quả thực hiện kết luận thanh tra chính phủ. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh dự hội nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ 12 và làm việc với tổ kiểm tra số 2 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thông qua dự thảo kết luận. Thứ Năm, ngày 11 tháng 4, buổi sáng, lãnh đạo tỉnh tiếp và làm việc với đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác đảm bảo an toàn giao thông, thảo luận tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại Ban nhân dân huyện Nhân Trạch. Buổi chiều, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Tấn Đức dự hội nghị ký kết phối hợp giữa Công an tỉnh, Ban Chỉ huy Quân sự tỉnh và các đơn vị về hoạt động phòng thủ dân sự. Lãnh đạo tỉnh nghe báo cáo xác định giá thu tiền sử dụng đất các dự án, dự lễ ký kết ghi nhớ hợp tác giữa Ủy ban nhân dân tỉnh và tập đoàn Sunrup. Thứ Sáu, ngày 12 tháng 4, buổi sáng, lãnh đạo tỉnh làm việc với Sở Lao động Thương binh và Xã hội về các trường nghề trên địa bàn tỉnh. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi đối thoại với các hộ có đất bị thu hồi thuộc dự án khu công nghiệp Hú Nai. Buổi chiều, lãnh đạo tỉnh làm việc với tập đoàn Thaco Trường Hải, nghe Sở Y tế báo cáo về việc đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Võ Văn Phi cùng Bí thư tỉnh ủy tiếp doanh nghiệp